Xin kính chào quý vị và các bạn. Quỳnh Hương rất vui được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi Quỳnh Share, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp cùng với nhà Mayque Inspiration. Các bạn thân mến, ngày hôm nay như chúng ta thấy cái hình hiệu của chương trình đó, thì Quỳnh Hương và nhà Mayque đang xin mời tất cả các bạn cùng đến với chuỗi Những Điều Kỳ Diệu. Nghe cái tên là thấy kỳ diệu rồi đúng không ạ? Thật ra nó là những cái bài tập hoặc là những cái điều mà mình có thể thực hiện trong đời sống thường ngày để thu hút những điều kỳ diệu, những điều tốt lành đến với cuộc sống của mình. Quỳnh Hương rất là biết ơn cô Rhonda Byrne cùng các đồng sự của mình đã cho ra đời những cuốn sách rất là có giá trị mà qua đó khuyến khích con người ta thực hiện những cái điều rất là giản dị nhưng mà không phải ai cũng nhớ để mà thực hiện ở trong cuộc sống bình thường của mình ha. Thì trong cái điều kiện mà không phải bạn nào cũng có khả năng mua được một cuốn sách, chẳng hạn như các bạn ở vùng sâu, vùng xa, hoặc là các bạn có hoàn cảnh quá khó khăn, thì Quỳnh Hương tin rằng là cô Rhonda Byrne cũng như là đội ngũ các đồng sự của mình cũng sẽ đồng tình với Quỳnh Hương cùng với ekip của nhà Mayque trong việc lan tỏa những cái giá trị này rộng hơn đến cộng đồng bằng cách là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những cái bài tập nhỏ ở trong đây. Cái cuốn The Magic này nó bao gồm 28 cái bài tập nhỏ thưa các bạn, để giúp cho chúng ta có thể khởi được cái lòng biết ơn và sử dụng sự kỳ diệu, sức mạnh của lòng biết ơn để có thể đem đến những cái điều rất là tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Vậy thì bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau mở quyển sách The Magic, Phép Màu cùng với cô Rhonda Byrne và các đồng sự nha. Thì cái điều tâm đắc nhất của Quỳnh Hương ở trong cái cuốn sách này đó chính là cái câu mà cô đã tìm thấy và nó là một cái bí ẩn. Cô đã nói rằng đó là một cái bí ẩn vĩ đại của vũ trụ và nó đã được thực hiện, nó đã được thể hiện trong rất nhiều những văn bản cổ khác nhau của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Nhưng ở trong cái cuốn sách này, cô đã lấy ra một cái câu đại diện, đó là một câu được trích từ sách Phúc Âm Matthew ở Kinh Thánh. Và đây là một đoạn nội dung mà nếu những người mà chưa am hiểu, đọc vô có thể sẽ rất là bối rối, thậm chí bị hiểu lầm. Đó là người nào đã có sẵn sẽ được ban tặng thêm và anh ta sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn thì thậm chí những gì anh ta đã có cũng sẽ bị tước đi. Vậy thì nếu như mà chúng ta không tìm ra được rằng đây là một câu nói đầy tính ẩn dụ và nó đã chứa đựng một cái ý tứ nào đó đã bị ẩn đi trong đây thì các bạn sẽ không hiểu đâu. Tuy nhiên, cô Rhonda Byrne đã đưa ra cho chúng ta hiểu rằng cái từ, cái cụm từ, cái khái niệm đã bị ẩn đi đó chính là lòng biết ơn. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ cùng điền vào cùng với Quỳnh Hương hen. Các bạn sẽ thấy câu này không có gì là khó hiểu cả. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn thì sẽ được ban tặng thêm và người ấy sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì họ có cũng sẽ bị tước đi. Vậy thì các bạn sẽ nhớ một cái điều rất là quan trọng. Cái vụ mà người nào mà có sẵn lòng biết ơn thì anh ta sẽ được trao tặng thêm này á, thì những ai mà hay bị có tính đa nghi họ sẽ nói ồ cái này rất là gọi là mỹ nhân. Thật ra cô Rhonda Byrne đã chứng minh ở trong quyển sách The Magic này mọi cái đều rất là khoa học và nó mang tính gọi là tính khách quan của một quy luật vũ trụ các bạn. Nếu các bạn có còn nhớ nhà vật lý học Isaac Newton thì ông đã nghiên cứu ra rất nhiều những cái định luật về chuyển động của vật lý, thì trong đó có một định luật rất nổi tiếng về động và phản của động. Có nghĩa là nếu mà bạn thả đi một cái lực như thế nào, bạn ném đi một cái lực như thế nào thì cùng có một cái phản lực cùng một cái độ lớn như vậy và ngược chiều sẽ được quay về lại với bạn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nó cũng đâu có khác gì đâu. Nếu bạn gửi đi một cái lòng biết ơn về một vấn đề gì đó thì dĩ nhiên chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những cái gọi là dư giả đủ đầy để tương thích, gọi là thưởng thưởng cho cái sự biết ơn đó cùng với độ lớn. Như vậy thì nếu mà bạn khởi được cái lòng biết ơn càng lớn với vấn đề gì đó thì nó có thể quay về với bạn cùng một cái lực lớn như vậy. Cái vấn đề là trước hay sau, sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì 28
8 cái bài tập, 28 cái phương pháp sau đây sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn, 3 phases. Thì trong đó cái phase 1, cái giai đoạn 1, nó bao gồm 12 bài tập đầu tiên kéo dài trong 12 ngày, có nghĩa là trong vòng gần 2 tuần lễ. Để cho bạn phải biết cảm ơn những cái gì mà bạn đang có hen, rồi hoặc là đã có hen. Tức là bạn không được quyền coi tất cả những cái gì bạn đang có là lẽ đương nhiên mà bạn được hưởng nữa. Không. Bây giờ bạn phải biết khởi lòng biết ơn lên tất cả những điều đó. Tiếp theo là cái phase 2, tức là giai đoạn 2, thì sẽ bao gồm 10 bài tập về khởi cái sức mạnh lòng biết ơn mà bạn đã vun đắp trong vòng gần 2 tuần trước đó. Bạn sẽ có đủ cái lực để bạn bắt đầu dùng sức mạnh của lòng biết ơn đó. Bạn thu hút những điều bạn đang mong ước có, với điều kiện là những cái mong ước đó nó sẽ thiện lành, nó nằm trong cái khả năng, chứ không phải là bạn đang mơ mộng viển vông xa vời ha. Và pha 6 cái phép cuối cùng sẽ giúp cho các bạn lan tỏa được cái lòng yêu thương cũng như là sức mạnh của lòng biết ơn mà bạn đã sạc được trong suốt gọi là 22 ngày trước để đi giúp người và giúp bản thân mình. Bạn sẽ triệt để thay đổi con người bạn từ trong ra ngoài. Cái điều quan trọng nhất là bạn phải cam kết với Quỳnh Hương là bạn phải chơi cuộc chơi này cho từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng, không được dừng lại, không được bỏ bữa. Tức là ngày nào mà bạn bỏ một cái bài tập nào á, thì bạn sẽ phải lùi lại trước đó 3 ngày bạn làm lại. Để làm chi? Ở đây thì cô Rhonda Byrne nói rằng là cái việc mà gọi là sạc cái lòng biết ơn này nó giống như sạc sức mạnh từ từ á các bạn. Thì khi mà các bạn bỏ ngưng một ngày thì giống như là cái luồng năng lượng biết ơn của bạn nó bị gián đoạn, có nghĩa là lực của người của bạn á, lực thu hút những điều kỳ diệu đến với bạn nó sẽ bị giảm đi. Cho nên bạn muốn bạn mạnh trở lại thì bạn phải làm lại 3 cái bài tập của 3 ngày trước đó, thì từ từ bạn mới quay trở lại được cái bài tập tiếp. Thứ hai nữa là bạn có sợ là nó khó khăn thực hiện không? Những bài tập này bạn có thể thực hiện cho dù là bạn ở nhà hay bạn đi làm, hay là bạn đang đi công tác xa, bạn vẫn có thể thu xếp được thời gian nào đó trong ngày để bạn thực hiện được, miễn là bạn muốn. Rồi, có một cái điều nữa là bạn phải làm với tất cả niềm tin. Bạn đừng có cảm thấy nó mắc cười hay là nó như thế nào. Không đâu các bạn, bởi vì bạn biết không, cái này thì Quỳnh Hương đọc được ở trong cái quyển Power vs Force của nhà khoa học tiến sĩ tâm lý học David Hawkins. Cái điều quan trọng nhất mà Quỳnh Hương muốn các bạn lĩnh hội được ở trong cái quyển Power vs Force đó, nó là gì? Đó là cái bản phân tích rất chi tiết cái trường năng lượng tương ứng với tất cả những năng lượng tích cực mà bạn có. Thì cái trường năng lượng của sự biết ơn đó, nó rất là cao các bạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng nếu mà bạn giữ được sự biết ơn liên tục trong vòng 28 ngày, có nghĩa là gần một tháng, thì hầu như bạn đang đẩy cái năng lượng tự thân trong con người bạn lúc nào ở mức cao. Và khi mà bạn đã đẩy được cái tầng năng lượng tích cực trong người bạn nó ở mức cao rồi, thì cái việc thứ nhất bạn khỏe mạnh, thứ hai là mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, thì những điều tốt đẹp vốn cũng là những năng lượng cao nó sẽ chạy về với bạn. Thứ ba, những con người dễ thương, những việc làm tốt đẹp vốn cũng là năng lượng cao cũng mới về với bạn. Và có một câu hỏi cuối cùng nữa là tại sao bạn lại phải theo được tới 28 ngày? Là bởi vì có những cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là muốn mà tạo nên một cái thói quen gì á các bạn, thì phải làm mỗi ngày ít nhất trong vòng 21 ngày thì mới thành thói quen. Vậy thì ở đây cô Rhonda Byrne đã cho chúng ta 22 ngày để đảm bảo là cái thói quen biết ơn về mọi điều trong cuộc sống nó đã ăn sâu vào trong máu của chúng ta, đi luôn vào trong tiềm thức của chúng ta rồi, để chúng ta không còn phải quên cái chuyện là biết ơn nữa. Vậy thì 6 bài sau đó nó chỉ đơn giản là nhắc lại cho các bạn để thu hút thêm những cái điều thiện lành đến cho bạn mỗi ngày một tốt đẹp hơn mà thôi. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng nha. Tất cả những việc bạn cần làm là gì? Đó là một thói quen ghi chép lại những gì bạn đang cảm thấy, những biết ơn mà bạn đang cảm thấy về các vấn đề khác nhau. Trước khi mà chúng ta bước vào bài tập đầu tiên thì Quỳnh Hương mong muốn các bạn chuẩn bị cho Quỳnh Hương một cái bước như vậy ha. Các bạn sẽ có thể viết vào trong laptop, máy vi tính, hoặc là gõ luôn trong note trong điện thoại, hoặc là các bạn có thể lấy ra một cuốn sổ và viết tay. Thật ra viết tay nó cũng có một cái lợi rất là lớn là
các bạn truyền được cảm xúc vào trong nét chữ. Quỳnh Hương bây giờ vẫn còn đang viết tay vào sổ ha. À, tuy vậy cũng có một cái nhu cầu để giữ lại nó cho lưu lại phía sau này. Thì nếu mà bạn muốn như vậy á, thì lúc nào bạn rảnh á, bạn viết tay cho xong rồi lúc nào thí dụ cuối tuần bạn rảnh bạn ngồi bạn gõ lại cũng hay ha. Rồi bạn sẽ làm cái gì đây? Bạn hãy liệt kê ra tất cả những điều mà bạn mong muốn, tất cả những điều mà bạn mong muốn để có được trong cuộc sống này. Hồi đó giờ bạn mong muốn rất là nhiều điều, nhưng mà bạn mong muốn một cách mông lung và bạn cũng thật sự không biết là bạn sẽ cần muốn cái gì. Vậy thì những cái list về những điều mà bạn mong muốn ở đây thì nó giống như là bạn đang gom lại cái năng lượng của bạn, bạn định được mục tiêu cố định trong con đường của bạn sắp, cái thời gian sống sắp tới là bạn cần phải đạt được cái điều gì đó. Bạn đưa ra target, bạn đưa ra mục tiêu ha. Thì ở đây cuốn sách này gợi ý cho các bạn những cái điều gì sau đây. Thứ nhất là về sức khỏe bạn, về cơ thể bạn, bạn mong ước có được cái gì. Thứ hai về sự nghiệp của bạn và công việc của bạn, bạn mong ước có được cái gì. Thứ ba là về mặt tiền bạc và tài chính, bạn mong muốn có cái gì. Thứ tư là về các mối quan hệ, bạn mong muốn được đạt được cái sự tốt đẹp, êm đẹp với những ai như thế nào ha. Rồi thứ năm nữa là những cái thứ thuộc về vật chất, ví dụ như là cái việc bạn đang làm, ngôi nhà bạn đang ở, những cái điều gì có thể làm cuộc sống của bạn nhẹ nhàng dễ chịu, hoặc là những chuyến nghỉ hè vân vân, bạn cứ liệt kê ra. Và cái này thì Quỳnh Hương tự bổ sung thêm những gì mà cuốn sách này có đã đưa ra sẵn cho các bạn. Đó là bạn nên đưa ra thêm là những gì thuộc về tinh thần và tâm linh mà các bạn mong muốn sẽ đạt được luôn. Vậy thì khi mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhóm này rồi, thì ở trong đó các bạn sẽ viết ra cụ thể thêm một chút xíu nữa. Ví dụ như sức khỏe thì bạn muốn là sức khỏe của bạn tốt như thế nào, những căn bệnh nào có đang tồn tại trong người bạn bây giờ nó sẽ từ từ giảm và tan biến đi, rồi bạn sẽ tăng cường về trí nhớ, rồi về năng lượng tự thân, hay là bạn sẽ có thể làm được những cái bài tập gì để cho cơ thể bạn khỏe mạnh vân vân. Ha. Rồi về cơ thể bạn thì thí dụ như bạn muốn bạn nhon đi được thêm 5kg, hay là bạn muốn là da của bạn sẽ tốt hơn, hoặc là bạn sẽ muốn là gương mặt bạn nhìn sáng sủa hơn, vân vân, bạn đều có thể làm được, bạn có thể ghi ra được ha. Tuy nhiên Quỳnh Hương không khuyến khích các bạn muốn những điều vượt quá khả năng thực tế. Ví dụ bạn cao có 1m56 giống như Quỳnh Hương, bạn mong bạn ước gì bạn được 1m7 làm sao có. Cho nên những cái gì không thể có được thôi làm ơn ngưng ha. Rồi thí dụ như bạn muốn là bạn có một sắc đẹp như hoa hậu, không thể. Bạn chỉ muốn những cái gì mà trong khả năng của bạn có thể đạt được, mà trước giờ bạn dù là dùng cái năng lượng tự thân của bạn bạn chưa làm được thì hãy làm, nhớ nghe. Về sự nghiệp và công việc, bạn có thể muốn là bạn có một cái công việc dạng gì, cái lương bao nhiêu, cái thời gian làm việc như thế nào, vân vân. Bạn liệt kê càng chi tiết càng tốt. Về sự nghiệp thì bạn đang muốn đi theo con đường nào, bạn sẽ làm được giống như ai, bạn có thể kể ra một vài những cái hình ảnh một số người mà đã thành công mà bạn muốn được như họ. Rồi về tiền bạc thì bạn mong muốn có một cuộc sống như thế nào, bạn muốn có một cái nguồn thu nhập, gọi là tổng thu nhập một tháng là khoảng bao nhiêu, và bạn set target luôn, bạn set luôn mục tiêu. Bây giờ bạn đừng ngại khi bạn đưa ra, tại vì đây chính là ước mơ của bạn mà. Bạn đưa ra một mục tiêu rồi thì từ từ bạn sẽ chạm được. Quỳnh Hương đâu có nói là bạn sẽ đạt được liền trong vòng một tháng sau bạn sẽ có đâu. Nhưng những cái mốc đó sẽ làm cho bạn có được trong tương lai. Rồi các mối quan hệ thì hiện bây giờ bạn đã có một cuộc sống vui vẻ chưa? Những ai đang làm bạn vui, những ai đang làm bạn chưa vui? Bạn đã có người yêu chưa? Bạn mong ước rằng gọi là cái người trong mộng Mr. Right hay là Mrs. Right của mình như thế nào? Bạn liệt kê chi tiết ra, chi tiết càng tốt. Rồi những mong muốn cá nhân, bạn mong muốn đạt được những điều gì? Bạn muốn có một cuộc sống an hòa, hay bạn muốn có một cuộc sống sôi động, hay là bạn muốn có nhiều bạn bè, bạn muốn được đi nhiều nơi, bất kể cái gì bạn liệt kê ra nha. Những thứ thuộc về vật chất nãy Quỳnh Hương nói rồi, những thứ thuộc về tinh thần thì đây là cái mà Quỳnh Hương đang rất là mong muốn. Những độc giả, những khán giả theo dõi Quỳnh Hương thì các bạn cũng nghiêm túc nghĩ về điều này. Các bạn mong muốn buông bỏ bớt những cái nội gọi là những cái tham sân si của con người. Bạn muốn mỗi một ngày bạn yêu thương nhiều hơn,
mỗi một ngày bạn kết nối tốt hơn với vũ trụ này, mỗi một ngày trực giác bạn tốt hơn, nhanh nhạy hơn, mỗi một ngày bạn minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, bạn hoàn toàn có thể điền ra như vậy. Hèn. Rồi, vậy thì khi, đây là Quỳnh Thương xin đọc cái câu cuối cùng này để khép lại cái tập 1 ngày hôm nay. Khi bạn hiểu rõ về những điều mình muốn, cũng là lúc bạn đang đưa ra hướng dẫn cụ thể cho sức mạnh của lòng biết ơn, hướng dẫn cho nó những điều cần làm để thay đổi cuộc sống của bạn. Và đây cũng chính là khoảnh khắc bạn khởi động cho một chuyến phiêu lưu kỳ thú nhất mà mình được trải nghiệm. Quỳnh Hương cũng chúc cho các bạn sẽ có được những chuyến trải nghiệm thật là tuyệt vời trong suốt 28 ngày trước đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chúc nhau có một ngày mới tràn đầy những niềm vui, tràn đầy những hy vọng, và chúng ta có quyền thu hái được thật nhiều điều tốt lành vào cuối mỗi ngày. Và đừng quên biết ơn tất cả những gì bạn có ngày hôm nay, cho dù khó khăn, cho dù là vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.